Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý 7. Ở tiết học này, cô cùng các em sẽ bước vào bài 18, thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa. Trước khi bước vào bài tập 1, các em hãy quan sát vào lực đồ hình 13.1 và cho biết 3 kiểu môi trường đặc trưng của đới ôn hòa. Ở bài 13, các em đã được học 3 kiểu môi trường đặc trưng cho khí hậu của đới ôn hòa, đó là môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa và môi trường địa trung hải. Các em hãy nhắc lại đặc điểm khí hậu của môi trường ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải. Môi trường ôn đới hải dương có đặc điểm là mùa đông ấm, mùa hạ mát và mưa nhiều quanh năm. Thảm thực vật là rừng lá rộng. Môi trường ôn đới lục địa có đặc điểm là mùa đông lạnh, có tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng, mưa ít, với thảm thực vật là rừng lá kim. Môi trường địa trung hải có đặc điểm là mùa đông ấm, mùa hạ nóng, mưa nhiều vào thu đông, với thảm thực vật là rừng cây bụi gai. Các em sẽ bước vào tìm hiểu bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 59. Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt, ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa. Ở đây các em có 3 biểu đồ A, B, C. Và cách thể hiện về nhiệt độ và lượng mưa ở biểu đồ này có khác hơn các biểu đồ trước, đó là nhiệt độ và lượng mưa đều được thể hiện bằng đường. Lượng mưa được ký hiệu bằng đường màu xanh và nhiệt độ được ký hiệu bằng đường màu đỏ. Các em sẽ đọc nội dung trong phiếu học tập và phân tích các biểu đồ này về nhiệt độ và lượng mưa, từ đó rút ra kết luận biểu đồ đó thuộc kiểu môi trường nào. Cô cùng các em sẽ bước vào phân tích biểu đồ A về nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất là 9 độ C vào mùa hạ. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là âm 29 độ C. Có một thời kỳ tuyết rơi từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Biên độ nhiệt năm là 38 độ C. Về lượng mưa, lượng mưa nhiều nhất vào mùa hạ là 40mm. Lượng mưa nhiều nhất vào mùa đông là 5mm. Như vậy thì lượng mưa trung bình 5x có 9 tháng mưa dưới dạng tuyết rơi, với đặc điểm là mùa hạ nóng và có mưa tương đối nhiều, mùa đông rất lạnh và có mưa rất ít, thì biểu đồ A là biểu đồ thuộc kiểu môi trường ôn đới lục địa. Ở biểu đồ B về nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất vào mùa hạ là 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là 10 độ C. Trong năm thì có thời kỳ khô hạn từ tháng 5 đến tháng 9. Biên độ nhiệt năm là 15 độ C. Về lượng mưa, lượng mưa nhiều nhất vào mùa đông 115mm. Lượng mưa thấp nhất vào mùa hạ 5mm. Như vậy ở biểu đồ B thì lượng mưa trung bình 5x, mưa nhiều vào thu đông, mùa hạ có thời kỳ khô hạn. Như vậy thì với những cái đặc điểm như là mùa hạ nóng, khô và mùa đông thì mát và có mưa nhiều, thì đây là biểu đồ đặc trưng cho khí hậu của môi trường địa trung hải. Cuối cùng là biểu đồ C về nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hạ là 13 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là 3 độ C. Biên độ nhiệt năm là 10 độ C. Về lượng mưa, lượng mưa nhiều nhất vào mùa đông là 170mm.
Lượng mưa thấp nhất vào mùa hạ 75 mm. Như vậy thì biểu đồ C có mưa quanh năm, lượng mưa trung bình năm cao, với những cái đặc điểm như là ẩm ướt quanh năm, có mùa hạ mát mẻ và mùa đông không lạnh lắm, thì biểu đồ C là biểu đồ đặc trưng của môi trường ôn đới hải dương. Bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 59 là bài tập được giảm tải. Các em có thể xem thêm bài tập này ở trong sách giáo khoa. Bài tập 3, sách giáo khoa trang 60. Lượng khí thải CO2, dioxit carbon là nguyên nhân chủ yếu làm cho trái đất nóng lên. Cho đến năm 1840, lượng CO2 trong không khí luôn ổn định ở mức 275 phần triệu, viết tắt là 275 ppm. Từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, lượng CO2 trong không khí đã không ngừng tăng lên. Năm 1840, 275 phần triệu. Năm 1957, 312 phần triệu. Năm 1980, 335 phần triệu. Năm 1997, 355 phần triệu. Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó. Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997 là phần được giảm tải và các em không phải vẽ biểu đồ. Yêu cầu là các em sẽ nhận xét lượng khí thải từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng lượng khí thải CO2. Cô dựa vào yêu cầu của bài tập 3 và lập nên một bảng số liệu. Các em sẽ dựa vào bảng số liệu này và nhận xét về lượng khí thải CO2 từ năm 1840 đến năm 1997. Quan sát vào trong bảng số liệu, các em có thể có được nhận xét đầu tiên là các em thấy được là lượng khí thải qua các năm thì nó không ngừng tăng và nó tăng lên liên tục. Như vậy thì ta có được nhận xét đầu tiên đó là lượng khí thải tăng lên liên tục qua các năm. Tiếp theo thì các em quan sát càng về những năm 1980 và năm 1997 thì lượng khí thải tăng lên nhanh chóng. Như vậy ta có được nhận xét thứ hai đó là các năm về sau thì lượng khí thải tăng lên nhanh hơn các năm trước. Các em hãy giải thích nguyên nhân của sự gia tăng lượng khí thải CO2. Nguyên nhân thứ nhất là do hoạt động sản xuất công nghiệp ngày càng mở rộng. Nguyên nhân thứ hai là do dân số tăng lên nhanh nên nhu cầu về giao thông và sử dụng chất đốt cũng ngày càng cao. Và nguyên nhân thứ ba đó là cây xanh vốn được xem là nhà máy tái chế khí oxy từ khí CO2 qua quang hợp thì lại có diện tích ngày càng thu hẹp. Đây sẽ là nội dung ghi bài của bài tập 1. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Đây là nội dung ghi bài của bài tập 3. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Cô có hai nội dung cần nhận dò các em như sau. Các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi. Xem lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1.